Một sự việc thật sự là hy hữu. Xe từ thiện chở thuốc nam bị tai nạn do một nam YouTuber điều khiển. Sự việc như thế nào? Xe nó tại sao nó nằm tư thế như vậy? Mời quý cô chú anh chị cùng nghe chia sẻ của người tài xế nha. Phải nói là hy hữu dữ lắm. Hãy cùng xem và bình luận video này. Nó có điều gì bí ẩn không nha? Được tới đó mà nó nằm ngang đó. Để chú này chia sẻ luôn. Chú này chia sẻ luôn. Để chú bật luôn nè, chú bật luôn nè. Ông chạy sao mà ông tả cái đường đi. Nó lạc cái lái thôi. À, chú như này chú cháu. Trời ơi là cho ông này ông lấy trời siêu đẳng gì trời. Không đâu. Không biết sao. Dạ ông không, không đâu. Ông chở thuốc nam từ thiện. Đây chở thuốc nam từ thiện. Ủa đang chở thuốc luôn hả? Đúng rồi. Trời ơi đang chở thuốc luôn nữa nè. Cái nó kêu nó thấy chở lên móc đất. Trời thuốc nam đây là như là nhẫn lòng hay. Nhẫn lòng. Rồi ông chú. Nhà thuốc đây nè, gần đây nè. Dạ. Có nghĩa là ông chú đi từ hướng láng biển đi ra Mỹ Long. Ừ. À là từ hướng này nè, là đi ra hướng này là hướng Mỹ Long nè. Mà không biết sao mà chiếc xe bị lạc tay lái hả? Ừ, lạc tay lái nó chạy từ đó. Trời ơi. Lúc đó mình thấy là nó xuống rồi mình nó quán cái mình đạp ga. Dạ. Mà trong người chú có sao không? Tay chân không? Không có đó là phải đợi cứu hộ đi chụp hình đó. Vậy là còn một người nữa là nặng hơn chú. Dạ, đi bệnh viện cũng, rồi cũng hơi à bạn này phải đau xương chứ này nè. Mà cái người đó đâu rồi? Đi anh kia chở đi rồi. À cũng mừng hơn ha chứ kính rồi mình cũng làm từ thiện ông bà độ. Thiệt luôn á, thiệt chú nhờ không, chú làm từ thiện á. Thật sự tôi nói chung là mình chỉ bệnh thì mình không nghe cũng nên nói đâu đó. Dạ. Rồi, dạ. Mình dễ căng những việc. Nhưng mà mình nhờ mình làm những việc thiện á ông bà độ ha. Nhưng mà nè cho con hỏi coi tại sao mà xe nằm đây mà từ ở trên cái đường mà nó lại xuống đây nó nằm cái thế đó. Nó không biết mới ấy không biết thì kéo xe lên ngồi đâu có được xuống đây. Không mà em nghĩ là trời đội lắm á, từ ở trên lộ là cao đúng không anh? Cao. Ừ. Đây nè, trời ơi cháu quý chị xem nè. Này ủa mà đâu có thấy cái đường nào đâu chú? Mình xuống đường nào, xuống chỗ nào đâu? Là chỗ đây hả? Chú. Đó, từ đó chạy một bánh gì. À, một bánh gì đây luôn. Nè cái dấu nè anh. Cái dấu bánh xe nè. Nè cái dấu bánh xe này nè. Đúng rồi. Đây nè. Mới dạ. Nghe tiếng nhiều lắm rồi mà không biết. Cũng đang đi luôn nè. Đang đi hướng đi đâu? Đi qua tháp 10 rồi bắt đầu mới đi từ thiện nè. Ủa mà từ ở khúc xa đó luôn hả? Mới làm được năm rồi được cái mé nghiêng nè mà chạy cả mấy chục mét hả trời. Trời ơi vậy là chạy nghiêng luôn rồi. Kính rồi bởi chứ. Được dư có chiếc đỉnh gồm sửa xe hết luôn. Ờ cái này hả là phải xe từ thiện nha, xe chở từ cây thuốc từ thiện nè, thuốc nam. Mà tới đây là bị nạn. Không chút xíu anh em đem xe cẩu kéo vô. Đúng rồi. Có xe cẩu vô ha. Là mấy xe cẩu. Đang giờ xe cẩu rồi nè. Ủa cái này nhẫn lòng nha. Cái này là những bài thuốc nam. Đây đây. Ờ mà xe nó thế rồi nè. Sao thế ngộ người ta? Đem về không thuốc nam này còn được tại vì nó phơi khô mà tại mấy anh em đang lôi xe lôi vô thuốc này ở nhà mình về phục vụ miễn phí cho bà con hả chú? Kiến tận đồ kia tức cái trời coi như là ba kiến đều bị hết luôn, kiến sau cũng cong luôn, cái đầu thì cũng hư, kiến trước hư rồi cái ở trên mớp luôn rồi nè. Cái bờ từ ở bờ lộ xuống cái đây là cũng mấy mét chứ mà đâu phải thấp đâu. 2 mét. Theo nhìn là 2 mét á. Năm rồi tai nạn xe ra đứt cái chân. Chú hả? Chú vậy hả? Cái cua qua cua buồn ngủ đi luôn. Ủa mà nè, một cái nữa nha, vô đây rồi là không thấy bánh xe là làm sao ta? Đây. Có nghĩa là nó lộn mèo hả? Chắc nó dướng xuống thì mình đâu có biết đâu mà có lộn. À, rồi bởi vậy, có lộn á không có bánh. Nhưng mà cái cấp đó ông tỉnh không? Tỉnh, bình thường. mình thấy sáng thật nó chết mẹ rồi kiến bể rồi. Có nghĩa là bây giờ là khi mà cái sự việc nó xảy ra trong vòng khoảng 1-2 giây à. Ừ. Là mình không đủ để mình lót kịp, mình nhớ kịp. Tình cờ cái siêu vườn gặp phong gâu với anh em nha. Ờ, tâm luôn á. Đây làm quen luôn, cơ hội làm quen luôn. Chú cũng tại vì là chú cũng có làm YouTube nữa hả? Ba kênh. Kênh gì đâu chú nói đúng rồi. Cái siêu việt vườn với kênh Hiệp Miền Tây là đi cúng kiến ở chùa chiền á. Dạ. Rồi kênh Hiệp Bếp Dầu mình làm bếp dầu chia sẻ bà con ai. Dạ. Muốn làm thì mình chỉ cho ai muốn đặt mình làm mình bán luôn. Giống như công việc của chú là cũng có công việc riêng rồi ngoài ra là làm việc thiện nữa. Rồi mà cái vụ về tâm linh là bây giờ mình nói thật sự mà có đau nỗi hồng đó chị nói không? Dạ. Mình nói thật sự là
mình không có phô nha, chứ có nghề luôn ha. Anh em nào ấy mà khơm không được ha là gì là giết mỏi rồi ha. Vậy dạ, thôi giờ làm tại đây luôn đi, đang rơi quá nè. Không đau lưng anh sửa đây nè. Dạ hả, ngộ hả? Trời ngon trời. Thử. Chú ơi, vậy là hồi nãy xe mình lọt xuống ruộng này khoảng mấy giờ? Nãy giờ có chừng chắc cũng 2 tiếng hộ rồi. Vậy 2 tiếng nãy giờ chưa có cứu hộ lại hả? Đỡ, đang điện cứu hộ lại cứ cái xe. Ôi, được không? Lấy xe phong kéo lên được không? Ơi, lấy đó đi, xe đó đi. Ở đây người ta phụ khiên lên đi. Không bây giờ đẩy lên luôn rồi. Rồi đẩy lên đi. Không nói chứ là ông chú không sao là mừng lắm chú. Đúng rồi đó, thấy không vậy là mừng lắm. Đi theo dõi ví dụ mà chị giao đó, mình theo dõi mấy người dữ lắm luôn. Rồi cảnh sát tới rồi, xe giao thông tới rồi. Không có gì đâu. Cái này đứa điên mày. Điên ha. Không, bây giờ nè, hỏi kỹ rồi nè, nhiều khi ông sợ ông quản quá. Hỏi kỹ là cái đầu có bị gì không? Không, bình thường. Chứ thấy nó lộn kiểu này là nó nghi cái đầu lắm á nha. Thì mình cũng mừng biết không? Ừ. Không, nó có kẹt cái đất nè. Nó kẹt đó. Giống như là chiếc xe kẹt vô cái lỗ đó đó. Dính thôi. Mà kiến đồ là không còn gì luôn rồi. Có lủng được bao nhiêu đây? À, không sao. Có lủng bao nhiêu đây? Thôi giờ. Tiền ngoài da đó. Bây giờ ông phải vô ông chạy lên đi ông ơi. Ừ. Mà học số rồi con chạy được không? Đâu đi xuống vô hả? Ngộ ta. Đâu Tâm chạy lên coi Tâm. Thôi đừng đứng gần nha, tại vì nó đang nghiêng. Nó lật đó, nó lật rồi. Này đang có thế, đừng có đứng ngay đầu đó. Ủa đừng có thế ngang đó. Đúng rồi. Rồi một cái kỳ lạ luôn á nha. Thật sự luôn á. Một cái chuyện kỳ lạ luôn. Sao? Không sao hết. Để Phong kể cho quý cô chú anh chị biết luôn là từ ở trên đó mà chạy một giống như là chạy nghiêng luôn á, còn sao mà lại hả là qua tới đây rồi nó lộn mèo hay sao đó, rồi bây giờ cái thế xe lại nằm thế này á, mà đang chở thuốc từ thiện nè, nhẫn lầm nữa nè. Đúng là một cái ông bà độ chú này, tại vì chú làm bên từ thiện á, sao mà lại người không có bị gì hết luôn. Chú kỹ sư mì vườn á anh em ơi. Trời đất quý thần ơi. Một cái chuyện mà nó hy hữu luôn đó nha. Thằng em này nó vô nó tu điện thoại nó thấy cái xe nó không biết tu sao nữa. Bây giờ ông ngồi ông tả rồi ông nghĩ nó làm sao. Chứ tôi thấy là tôi hết biết đường tôi binh rồi đó. Asin mà Asin làm cửa sắt quá, Asin. À. Làm YouTube nha. Mà nè ông nhìn rồi nè, ông thấy hả? Ông có tin không? Phải mạnh là mình tưởng ông nặng này kia đồ mình lấy bây giờ cái quá mỏng không sao chứ tốt rồi chị làm ăn giàu hả? Ừ. Dạ. Đúng là không tin luôn á trời. Nghĩ là tài xế sẽ nặng ai nhà không bị gì hết mừng. Cái gỗ người ta có bị gì không? Không có gì hết. Ông không có không sao đâu nè anh. Không bị một cái gì luôn. Nghĩa là sẽ em nghĩ chắc sẽ đi bằng cái dốc này nè. Đây nè. Khó hiểu luôn á. Cây lúa. Cũng không có sao chứ. Cây lúa không bị gì luôn. Để coi cây, ê, mày coi cái chỗ mà ổng xuống nè. Chỗ xuống chỗ nào vậy cháu? Đây cái bánh thấy coi cái bánh xe nè. Đây. Đây đây để đi từ tới coi nha. Không chú nè, ta lái cũng lụa đó. Thế đây luôn nè. Ờ bắt đầu ở đây luôn nè. Bắt đầu từ đây xuống nè. À đây nè. Nè bắt đầu là ở đây là đang đang phân ngay cái chỗ nào ổng ôm xuống đây. Gì vậy tại? Đây nè. Rồi đúng rồi. Nè đúng rồi anh Phong. Đây nè. Ngay đây nè anh Phong. Không. Có bánh xe đây nè. Đây. Và từ đây mà lại chỗ có xe đó thì tính ra cũng cỡ 40 mét. 40 mét. Vậy đó mà ông chạy nghiêng sao mà hả là cái cây lúa không bị gì hết luôn. Cộng thêm cái nữa là tài xế không bị gì luôn, một chuyện hy hữu luôn. Một cái ổng không bị gì hết trơn trời. Ngon chứ. Cho ông chú kiểu như ổng đang làm từ thiện. Ừ. Ông chở ba cái thuốc nam từ thiện bởi vì mà anh không nghĩ nha, ổng chạy nghiêng sao mà ổng chạy nghiêng được vậy nè. Giờ mấy trời ơi, ổng chạy mà sao mà hả? Chỗ đó đất đổ xuống dưới ruộng xíu. Đúng rồi nè. Tới đó bắt đầu nó sượng nó nhẹ cái nè. Đất nó bị chạy xuống rồi. Ô xe cẩu kìa. Ồ, có xe cậu tới luôn. Muốn cái gì? Rồi tới đây nè, theo như chú nói. Cái tình huống này mình không thể mình suy nghĩ làm sao để mình nó nằm được. Đúng rồi đó, không hiểu luôn.
và tới đây có khả năng là nó lộn nhào. Theo em á là giống như là cái đầu nó phải nằm ở trong đó, đúng đúng, cái đít ra ngoài. Đúng rồi, tại vì tới đây nó sẽ ôm vô. Và chú nói là như chú quảng lên quá, chú cũng đạp chân ga, nhưng mà tới đây là không thấy bánh xe nữa, là lộn mèo rồi sao nằm thế đó. Này giờ hỏi ông tả lại ông diễn lại, ông cũng không biết đường ông diễn luôn. Phải xe cẩu mình kêu ông chú hay là không phải chú lại cẩu hay vậy, cẩu xe hay vậy, phải không? Phải không? Hôm nay không phải mà chú phải ở trên đấy không anh? Hả? Hả? Phải vậy à, xe cẩu tới. À, ông ngồi ông tả đi, ông không biết đường, ông xuống đây sao luôn nữa đó. Ừ. Ơi ơi ngủ đợi. Này, để Phong đứng một con quãng đường xa cho quý vị nè. Đây, từ cái góc này nè. Đó. Là cái thế là từ đằng đó chạy lại đây lộn mèo. Làm sao mà chiếc xe lại quay đầu kiểu này? Đó, nó là một cái hình như có ai sao á mà bây giờ anh thế là đang nghiêng nha. À, đứng gần đó cũng rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm nên đâm ra là không dám đứng gần đó, nó sẽ dễ bị nghiêng lắm. Nhưng mà xe trên xe thì có hai người thì cái người phụ á thì nói chung là cũng có bị chấn thương nhưng mà cũng nhẹ, còn tài xế thì không sao hết trơn á. Cộng thêm nữa là đang chở những cái đoạn nhẫn lồng nè, hiện giờ đang hồi nữa thì cũng có xe khác lại chở đoạn nhẫn lồng đi, đó là Thuốc Nam, xe đang chở từ thiện á, chở Thuốc Nam luôn á, mà tới đây thì lại bị như vậy. Đây là ông chú ông ấy nè. Trời ơi. Mấy chục mét. Không mà người cũng sao là mà người. Xe này về sửa cũng bộn tay. Bộn xe này sửa về bộn đó cô chú anh chị. Không hiểu. Ông chạy mà cái gã cây lúa cũng không có bị gì luôn nữa, hết biết ông luôn rồi. Ông này ta lái này chắc lái máy bay chứ không phải lái xe tải. Bằng lái ông dữ lắm rồi nha. Nó dữ luôn rồi đó. Trời ơi. Đây, về là từ thấp 10 á ha. Đi về đây phải không? Ủa bữa nãy ông có né chỗ né, ông có né cái không, cái xe gì không? Đâu, không lại tại lạc lái rồi mình quán mình đạp xe luôn. Vậy là đang chạy cái tự nhiên là tay lái rồi ủi xuống đây luôn. Ừ chứ đâu có né. Chứ không có né ai chứ ha. Bữa nãy lại đó rồi, ngay cái chỗ có mí mà ông ôm vô xuống á là khoảng 40-50 mét á, từ đó kìa. Giờ này chắc ông không nhớ rồi, tôi nhìn thấy bánh xe tôi mới thấy đâu tượng nè. Vậy giờ đợi xe có xe cẩu vào. Hi hữu hi hữu. Rồi thì thôi cũng dạ cũng chia sẻ anh ha. Cái này cũng nói chung là không bị vậy là mừng cho ông lắm rồi đó. Về sửa xe lại thôi rồi bắt đầu mình đi từ thiện tiếp. Xe này của Trung Quốc mà đông ben. Trời ơi. Đây hợp phòng cũng xin phép dừng video thì cũng đã cho quý vị biết rồi đó là không biết như thế nào thì ai biết gì hả cho không biết nha, chứ giờ cái thế này là thế bó tay rồi nè, không biết đường thả cái tình huống này như thế nào.